Rồi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình có cái đơn hàng mới về này, mình đặt ở bên chỗ khác về này các bạn. Đây, hiện tại thì mình đang đặt ở trên Shopee nha các bạn. Thôi, bây giờ mình sẽ tháo gỡ này ra xem thử có xe đồ chơi gì trong nhà nha các bạn. Mình đã đặt xe đồ chơi trong này này các bạn. Rồi, ok. Wow, quá tuyệt vời luôn này các bạn. Wow, xe gì đây ta? Nguyên một cửa hàng xe luôn này các bạn ơi. Xe quá đi. Xem ở phía bên trong này là thứ gì nha. Wow, cứng quá các bạn. Đây, xe lấy đây. Đó. Wow, tuyệt vời các bạn à. Máy canh China nha các bạn. Thì trong này mình sẽ có, đây có sách này các bạn. Đó. Wow, xe gì đây? Xe chưa cứu thương này các bạn à. Wow. Xe cứu thương nè. Xe cần cẩu này các bạn. Rồi, mình sẽ tháo bên này xem thử trong cái xe lớn này nó có chiếc xe nhỏ gì nha các bạn. Đó. Ok. Vào cái đây là để trên 3 tuổi có thể chơi được nha các bạn. Wow, khá tuyệt vời các bạn ơi. Wow, xe này chạy được luôn nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo hộp phía trong này nha. Wow, có tay cầm này. Bây giờ mình sẽ tháo hộp phía trong này xem xe gì trong này nha các bạn. Wow, chỗ đây mở ra được nè các bạn ạ. Wow, rớt xe hết rồi. Ôi, xem thử chiếc xe gì đây. Wow, xe đây là một chiếc xe Bolix này các bạn à. Wow, xe công an nha. Rồi, một chiếc xe Bolix mình sẽ để lên đây. Đó. Rồi, tiếp theo. Wow, tiếp theo mình có một xe gì đây. Xe đây xe gì? Xe đây xe lớn này các bạn à. Không biết xe gì luôn. Rồi. Tiếp theo. Wow, mình có một chiếc xe có súng ở trên này các bạn à. Đó. Quá đã luôn. Quá tuyệt vời. Rồi, ba chiếc nè các bạn. Wow, lại là một chiếc xe công an nữa này các bạn ơi. Đó, xe đây xe police xe công an nha các bạn. Wow, tuyệt vời. Rồi, xe này là một chiếc thang này các bạn à. Leo thang này để đưa công nhân trèo lên trên chung cư cứu người này các bạn à. Xe của công an nha các bạn. Wow, là một chiếc xe cứu thương này các bạn à. Đó. Đây là một chiếc xe cứu thương. Quá đã. Đây là bằng kim loại này các bạn. Wow, bây giờ mình sẽ chở xe đi nha các bạn. Đó, xem thử. Bỏ xe vào. Wow. Phía bên này nữa này, phía bên này để đựng xe này các bạn. Wow, một chiếc xe lớn chở nhiều chiếc xe nhỏ nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ lại vị trí ban đầu này. Xem thử đúng xe nào nha. Wow, xe này vô đúng khớp rồi các bạn ơi. Đây vô không có khớp nè. Wow, yeah. Tuyệt vời. Một chiếc xe chở thang. Wow, đây không đúng rồi các bạn. Wow, đây đúng xe luôn các bạn ơi. Đó, đây là rồi, một chiếc xe tiếp tục. Wow, đưa vô đúng luôn các bạn. Wow, đây không phải xe của nó nè, xe sống là nằm bên đây. Và một chiếc xe cuối cùng đây. Wow, xe cuối cùng nằm bên đây. Wow, lên đường chở đi dạo thôi. Quá đã. Wow, tuyệt vời. Wow, phía bên kia còn rất nhiều xe của mình nha. Đó, khu vực đó. Các bạn nhớ đón clip của mình để mình khui được nhiều xe khác nha các bạn. Quá đã luôn. Ok, trời ơi, chào tạm biệt các bạn.